Anh Duy đẳng cấp vậy, sống ở chế độ có phục có hợp không anh? Người ta nói là gì? Đẳng cấp thì sống ở đâu cũng đẳng cấp. Mấy em nghe câu này chưa? Vàng thiệt không sợ lửa. Nên tụi em đừng cực đoan. Sống trên đời cực đoan quá không đúng, nó sai rồi đó. Hiểu chưa? Nó sai rồi mấy em. Thanh Tuấn em nói vậy nó không đồng ý. Nó thật sự thì thứ nhất mình là một người con ở trong đất nước. Mình phải sống vì tổ quốc của mình cái đã. Mình không vì nước mình trời tru đất diệt. Quan điểm của anh đó giờ nó không vậy đó. Còn cái quan điểm đối với anh về cái chữ đẳng cấp á, là ta đẳng cấp rồi ta sống ở đâu cũng đẳng cấp hết. Chứ không phải ta sống được trong môi trường này, môi trường kia ta sống được gọi là không đẳng cấp. Hiểu không? Ví dụ như giờ em nói đẳng cấp phải xuống đồng bằng sống. Ủa nhưng mà cái thằng nó ở đồng bằng được thôi, nó ở trên núi không được. Thì lúc đâu gọi đẳng cấp. Giờ tự nhiên cái thằng kia nói là giờ đẳng cấp là phải ngồi mạc. Ok không phủ nhận. Nhưng mà mày ngồi tàu mày bị say cũng đâu đẳng cấp đâu. Hiểu ý anh nói không? Độ thích nghi hơi kém. Còn cho dù bây giờ ở đâu không quan trọng. Ở đâu mà hướng về đất nước, đúng không? Xây dựng tổ quốc bằng cách này cách kia. Đối với tàu đó đẳng cấp. Vậy thì một người sức lao động họ đâu ở Việt Nam đâu. Đúng không? Dạ, đúng. Nhưng mà họ có cái hành vi của họ có lợi cho đất nước không? Có. Tôi ủng hộ đó. Nhưng mà cái hành vi phạm pháp ở nước ngoài là tôi không giờ ủng hộ hết. Tại cái đó đối với tôi xấu mặt, xấu mặt đất nước Việt Nam. Ok. Đồng ý luôn. Vậy thôi. Vì nhân tư bản sẽ mang lại cho anh nhiều phúc lợi tốt hơn xã hội chủ nghĩa chứ đúng không anh? Cái tật anh thì anh không quá nguyên phê mấy em. Quan điểm của anh đó giờ nó vậy. Anh tuổi trẻ anh thích làm lụng, anh thích cống hiến, anh thích chứng tỏ. Thích lao động. Chứ giờ nằm chỗ rồi ăn welfare à, nói làm chi? Đúng không? Mỗi người mỗi cảnh. Người ta nói là gì? Không chê cha con, không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Đúng chưa? Thì mình có nói cái câu gì đi chăng nữa thì phải đặt cái hoàn cảnh, bối cảnh đất nước Việt Nam của mình nó có được từ đâu. Bây giờ em ở Việt Nam mà em đòi cuộc sống như Mỹ, sao có? Nó khác nhau về bối cảnh lịch sử. Nên các em đây nếu thì cái gì? Không thể so sánh được đâu mấy bạn. Giờ nói một câu phủ nè. Ở được thì ở. Ở không được cũng phải tìm cách ở. Nói được cái móc xì á, nói trên răng dưới cà tủn không à. Nói ở được ở, mà ở được đi đúng không? Nhưng mà giờ nó trên răng dưới cà tủn nước nào chứa nó đi. Không biết có tiền thì sẽ có lao động không nữa chứ đừng nói thiệt. Nó cái gì nó phải có mình phải nói chuyện cho nó công bằng các bạn. Nó phải đứng trên nhiều phía. Chứ mình nói chuyện kiểu nghĩ như mình đó, thôi giờ tao khổ rồi cho tiền tôi đi. Nói như thôi tôi bây giờ tự nhiên đẻ con học tốn tiền quá. Vậy tại sao đẻ? Rồi xong thêm một cái nữa. Ủa nếu mà hả, mình có làm lụng, mình có tiền, mình có đóng thuế cho nhà nước, thì lúc đó mình đòi hỏi nó còn có lý. Mấy bạn đồng ý với điểm này không? Đúng. Còn khi dụ các bạn tư tưởng, các bạn đã nghèo rồi mà các bạn không phấn đấu, mà các bạn không đóng góp, mà các bạn cứ đòi hỏi, bạn đi tới chỗ nào chỗ đó nó kỳ thị bạn thôi à. Bây giờ ví dụ mà nó giờ tôi qua châu Âu để tôi chi đó, tôi hưởng phúc lợi. Thằng châu Âu nó nhìn mà nó nể không? Nó chỉ nể bạn khi nào bạn sống bằng hòa nhập vô nó. Bạn làm ăn, bạn đóng thuế cho nó đàng hoàng, rồi con mà hưởng phúc lợi, đó là câu chuyện công bằng. Vậy thôi, muốn gì nữa trời. Anh ơi, sao chủ tịch hạ viện em thấy quyền lực hơn chủ tịch thượng viện gì anh? Không dám đâu ba. Ồ, chủ tịch thượng viện người ta phó tổng thống đó má. Má không biết hả má? Tổng thống mà có vấn đề gì là chủ tịch hạ viện lên nốt nhạc. Rồi bây giờ chủ tịch hạ viện đi trình hồ sơ, rồi chủ tịch thượng viện nó không thích dục sọt rác làm gì đó. Người ta chủ tịch thượng viện người ta làm 6 năm trời, ông làm 2 năm ông đòi quyền lực hơn người ta, hơi bị ngược rồi nha. Chủ tịch ủy ban châu Âu von der Leyen EU đã đạt 80% mục tiêu dự trữ khí đốt, thì đó good news, đó là good news for Europe. Hôm nay Trung Quốc bán lô khí đốt cho EU, không biết bên Nga có buồn không? Sao buồn? Ai biết đâu có chuyện đó nữa hả? Nó chuyển qua đường nào trời? Mở rộng ra vấn đề, mốt bạn coi nè, điêu dầu nữa nè. Tức là bây giờ bạn nghe vụ phương Tây mà nó chơi áp giá trần không? Các bạn không biết, các bạn sẽ nói phương Tây nó bị ngáo. Nhưng bạn nghĩ ơi, mấy cái đầu của nó có ngáo không? Vậy thì áp giá trần đây là gì? Bán dưới giá trần thì là hợp pháp. Mà bán trên giá trần là illegal, là không hợp pháp. Mà không hợp pháp thì nó có quyền nó cấm vận. Bạn nói nó không sợ đúng không? Như tôi lấy trường hợp ví dụ Ấn Độ. Ví dụ trường hợp Ấn Độ đi mua dầu, giờ áp giá dầu giờ 60 đô một thùng. Ví dụ Ấn Độ nó chịu mua 80 không? Trả lời thật lòng nha. Ấn Độ chịu mua 80 không các bạn? Nhưng mà Ấn Độ nó rằng thôi bây giờ bên kia nó áp giá trần rồi, hiểu không? Thì thôi nó áp 60 mà bán mình 40 đi. Còn cái đoạn này thân không? Ví dụ 40 hơi thốn,
thôi giờ ép nó 60 bán mình 55 đi. Thì nếu mà bán 55 là quầy cả làng, không ai sai hết á. Dạ. Ấn Độ cũng chả bị gì luôn, phương Tây cũng ý kiến cái còi gì luôn. Nhưng mà có một bên thốn mày. Chắc mọi người hiểu cái đòn đó không? Nên các bạn có một số bạn đó, cái đòn mày đòn chém gió. Mang đồ bảy cái đóng nước súp lại chém gió hả? Zelensky là người gốc Do Thái hay anh Duy? Không biết nữa, nghe đồn cha mẹ gì đó có dòng máu đó. Không hoàn toàn mày, một chút xíu. Lai rồi. Nghe nói vậy. Kiểu lai rồi. Hàng chi ông giỏi ha. Vâng. Ông đóng ghê thiệt chứ. Hôm qua ông lên 2 video mấy em. Video đầu tiên là gì, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó, video thứ hai là lụm rim và đất tổ. Đó. Ghê không em? Uren hôm nay phản công kết quả là sao anh? Nói chung là phe Nga thì nói là phản công thất bại, phe Uren nó phản công thành công, ai biết đâu mày ơi. Chắc vài bữa nó mới biết nha. Hình như Nga thừa nhận lớp thủ ngoài của Kherson gì đó đang bị thủng á anh. Ủa anh đọc bài báo, nó đọc bài báo thấy là Nga nói là phản công yếu xìu và không đã gì trơn à, thất bại rồi. Mà mình thấy phản công không mạnh mà. Yếu quá. Phản công gì mới dữ nè. Sao vậy? Nguyên cái dàn hai mát đứng 80 km đứng sẵn. Đúng. Giống như máy bắn đá đúng không? Ô, nguyên cái dàn hai mát đứng vô thành cơ sình. Nạp cho banh càng thành nó đi, bắn tờ lưa luôn. Bắn cho ra đầu hàng luôn. Đó. Rồi xong rồi máy bay quanh tạc á. Máy bay quanh tạc cái máy bỏ bom đi cặp. Vô trong đó xong chạy ra. Đó. Vậy thì muốn làm được chuyện đó thì Hamas phải bắn thủng mấy cái thằng phòng không. Bắn thủng phòng không rồi xong lấy máy bay quanh tạc vô. Rồi không? Xong rồi tới dàn thiết kỵ. Biết thiết kỵ là gì không? Thời buổi này không cần xe độc thành, xe độc thành là xưa rồi. Đó, thời buổi này nguyên dàn thiết kỵ là cua. Cua. Đó, cua T-72, T-90 đồ này nọ. Rip. Hút cầu vô. Rồi cuối cùng ở trong đó nó mềm nhũng rồi. Rồi đẩy nguyên dàn xe thiết giáp vô luôn, xe thiết giáp chở lính. Tới giờ là mới hút cộng vô đúng không thầy? Theo tôi phản công vậy nó mới bài bản. Chứ hiện tại mình thấy quân đội Ukraine nó khá là yếu các bạn, rất là mỏng về mặt khí tài hạng nặng. Khá là mỏng. Nên phản công chắc quýnh nói đánh du kích theo quýnh gì thôi. Xe bánh đá thì vẫn chưa đủ để có thể rải được 80 km như thầy nói. Mà phải vàng mà hai mát mà chừng 20 con. Bán sáng rực bầu trời trong đêm luôn. Vậy mới phê. Như vậy nó mới gọi là gì? Chiến tranh quy ước. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến sâu vào Kherson, trong khi Nga không hề ý đến theo viện nghiên cứu chiến tranh. Ủa làm sao không hiểu luôn, em nói gì mà nó mông lung như một trò đùa rồi phải cháy. Cách để tạo drama làm sao vậy anh? Thật ra cách để tạo drama có nhiều lắm em đú vô drama làm tạo drama rồi đó. Em thọt cái giò em vô drama làm tạo drama rồi đó. Ví dụ như hôm nay đang có cái qua giữa hai bạn tóc tóc đúng không? Em thọt cái giò vô em nhận định bình phẩm độ em đam người này em đam người kia đó là em bước chân vô drama rồi đó. Rồi xong rồi có một clip của bạn nữ streamer gì đó, nhỏ hơn anh phải không? Bạn thọt vô bạn binh đồ này nọ nó bạn vô drama rồi đó. Cái đó xã hội á bạn nó đang lên án, bạn vô bạn binh nó mới ngược. Bạn binh một cái bảo đảm mà bạn là bạn thành công trời dễ mặt quảng bá tên tuổi rồi đó nha. Theo anh việc làm chui thu nhập cao ở nước ngoài, không giấy tờ cạo neo 7k hàng tháng có nữa hả? Và việc đi làm bình thường đúng lực 4,5k hàng tháng. Nhưng nếu được đóng bảo hiểm chế độ lương thì cái nào ngon hơn? 4k năm tháng ngon hơn nhiều chứ. Hơn có 2k rưỡi nhưng mà rủi ro. 4k năm ngon hơn nhiều chứ, còn giờ mẹ nói chuyện là làm việc không giấy tờ cạo neo 7k hàng tháng có mắt tao. Cạo neo có giấy tờ không biết. Nói chuyện nghe mắc cười quá, làm gì có. Thí dụ giờ nó biết thằng đó không giấy tờ nó có trả lương đó 7k rưỡi không? Nó mướn thằng có giấy tờ chắc ăn hơn ông nội ơi, làm gì có đạo đó. Bây giờ á là gì, sống trên đời á cá không ăn kiến thì kiến ăn cá thôi. Bây giờ á thí dụ như em lao động chui không giấy tờ trả 3k làm được nách mày. Thực tế nó đặng vậy đó, bạn chịu thôi à. Người ta làm, tôi không nói chuyện xạo, tôi nói chuyện thực tế. Người ta làm chủ tiệm người ta không có những cái vậy thôi, sự đề phòng. Thí dụ như bạn là chủ tiệm có hẳn cơ nào đó, dạ em chưa giấy tờ em ở chui, giờ chị mướn em đi em làm bảy, chị mướn em đi em làm xuyên luôn, chị trả 7k, chủ tiệm dám mướn không? Chủ tiệm sẽ nói rằng thôi giờ có một chân quét dọn đó, tao mướn mãi rồi 4k, giờ mày không giấy tờ tao mướn 13k làm thôi à. Ôi. Gì nó phải tính chất điêu hết.
gì à, làm xong đến ngày đánh lương thì 2K5 không lấy thì lượng. Ê chơi vậy đó, chơi vậy nó đốt tiệm em. Chơi mà nói sao làm vậy chứ chơi mà tự nhiên hứa trả nhỏ 3K. Nó tố ngược là chủ tiệm trách á. Tức là bây giờ đó là cái hành vi illegal, hành vi phạm pháp của cả thằng lao động lẫn mướn luôn. Em hiểu không? Thì bây giờ đó, chơi kiểu đó là ngọc nát đá tan. Thằng đó nó chạy tới bullet nó mới tố. Nói thôi em lỡ em tự thú luôn, em ở lụi. Nhưng mà khứa tiệm cho nó láo lắm, nó mướn em vậy, nó mướn em làm 3 tháng giờ nó xù lương em. Thì bây giờ tôi hỏi bạn, ai nặng? Chắc là... Thằng kia cùng lắm bị đuổi về thôi à. Còn thằng kia tự nhiên đang triệu phú nha. Nó quất một cú một. Một thằng bị trục xuất, một thằng bị phạt hành chánh, thằng nào đau hơn? Không dám phạt hành chánh đâu. Có thể... Không dám phạt hành chánh đâu. Nghe sợ thầy, còn mức phạt nào cho chủ tiệm đó thầy? Bây giờ thí dụ như trong câu chuyện này mấy bạn Mỹ con, mấy bạn comment cho tôi coi phạt cái gì. Không dám phạt hành chánh đâu, nghe cái game tôi nè. Em lỡ ở chui, em tự thú trước Bình Minh, thằng khứa đó nó mướn em 4 tháng rồi giờ nó xù tiền em. Phạt cái gì? Nó ngồi nó ó địch nguyên cái tiệm mèo thôi là đủ bú rồi. Đúng không? Dân đang làm ăn yên lành tự nhiên chọc cho ó địch nguyên tiệm mèo luôn. Một lần bắt được 9-10 lần không, ai biết mày muốn mấy thằng. Không dám hành chánh đâu. Bạn chưa biết vụ mà mấy tiệm nail bị xử cả triệu đô luôn á. Rồi xong rồi có những người phải ở tù. Mà bây giờ bên bển nó sướng lắm, mạng nộp tiền vô được tại ngoại à. Mà nộp không có nhỏ đâu. Ba mẹ em bán phân lô, bán phân nền, đất sổ đỏ chung tình sổ đỏ chung dùng nông thôn, nhưng nó nằm trong đất nhà nước thì sau này có sao không anh? Sao bán được hay nhỉ? Tức là bạn đang nói đất của bạn, đất cha mẹ mà sổ chung tùm lum mà nằm trong đất nhà nước nữa, bạn bán bằng niềm tin nữa. Pháp lý không rõ ràng, chồng lấn từ lưa hết sao bán trời. Anh Duy ơi, em học đại học và mở quán kinh doanh, giờ cả hai đều không ổn, anh cho em lời khuyên đi ạ. Rồi tài hẹn chí lớn rồi, bán cái quán đi, gom vốn, trả nợ. Còn chuyện học đại học, cảm thấy thành công học tiếp, không thành công thì mình dũng chữ mà gọi là rút lui danh dự, đó là bảo lưu. Đó, rồi xong rồi đi học nghề. Xấu xấu thì học nghề gì cũng được, còn đẹp đẹp không bị tê. Vì ba em bỏ em từ nhỏ, nhưng mẹ nói ba em có tiền gặp ba, ba sẽ lo cho em. Mẹ mà nói vậy hả? Vậy kêu mẹ mà đi gặp trước đi. Hiểu không? Hay là mẹ mà an ủi mày thôi chứ gì giáo ảo vậy ta. Vậy thì em nói, ba em bỏ từ nhỏ, nếu mà ba em có tiền thì ba em đã chu cấp. Hiểu không? Cái đó gọi là gì? Ba mẹ em không ở chung được với nhau thôi, nhưng mà ba em vẫn thương em. Ok, nó khác. Đó. Thí dụ như mẹ em làm single mom đi, nhưng mà ba em tháng chu cấp 30 củ, ba em vẫn là real man. Đó, còn nếu mà ba của em á mà không có nuôi em ngày nào hết trơn cái chọi đó, thì cái câu nói vừa rồi của mẹ em cần phải kiểm chứng lại nha. Anh nói một xíu về chạy xe dịch vụ đi anh. Được, nghe anh nói nè. Thí dụ như quê em ở miền Tây. Miền Tây giống quê anh đó nha, mình hàng xóm nha. Rồi em gia đình em với vợ em để dành được 200 triệu. Thôi 300 đi cho nó ngầu mấy em. 300 triệu. Rồi xong em đi mượn ngân hàng, em mua cái xe. Cứ cho là 900 triệu đi. Ừ, xe 900 triệu là xe gì mấy em? 900 triệu chắc con Civic đúng không? Ok. Rồi 900 triệu thì em rời quê hương, em lên xì phố, em chạy xe dịch vụ. Rồi, em mướn nhà em ở. Vậy thì cái bài toán đặt ra là cái câu chuyện đó được cái gì và mất cái gì? Xin mời các bạn trình bày. Rồi, trước khi trình bày để tôi đề ba cho. Tôi đề ba nhẹ nhẹ cái mấy em. Ví dụ như giờ tiền lãi ngân hàng của 600 mượn 5 năm. Tiền lãi 600 mượn 5 năm tháng chắc cho là 13, 14 triệu gì cỡ đó phải không ta? Ừ, cứ cho là 14 triệu đi. Đó, 14 triệu một tháng. Tiền trọ giờ cho thôi kệ nó, mình làm gì vợ con, mình ngã cái lưng ra mướn phòng trọ 2 triệu thôi. Là 16 triệu. 16 triệu mà tiền xăng để chạy vụ cuốc đó. Ví dụ mẹ anh chạy có đi làm thôi mà tiền xăng của anh thì một tháng đã 4 triệu hơn rồi đó. Một tháng mà khoảng 5 triệu rồi đó. Chạy dịch vụ chắc một tháng 10 triệu tiền xăng quá. Rồi cộng lại chi phí tất cả, chưa tính xe hư bơm bánh đồ này nọ kia. Rồi thì cái ông đó, ông đã tốn chi phí là 16 triệu. 16 triệu cộng với 10 triệu là 26 triệu. Còn thiếu 26 triệu tiền ăn nữa mấy em. Thì cứ coi là sáng ăn xôi, trưa bánh mì, tối ăn bủ tứ gõ đi. Coi như thằng ngày ăn 100 ngàn đi. Tháng 3 triệu. Tháng 3 triệu nữa là 29 triệu.
rồi tiền 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 giống như là tiền nước uống này nọ, hay là tiền điện thoại coi như free. Thôi cứ coi gom gọn là tháng 30 chi phí rồi đó. Đó, tháng 30 chi phí rồi mấy em. Là muốn có lãi phải thu về hơn 30. Rồi giờ chạy tháng kiếm được nhiêu anh không biết. Ủa mắc hả? Ủa em thấy mắc hay sao? Bình thường. Hồi mắc đi chơi xe rẻ lại, chơi chơi con quyền thoại kìa. Con 400 thôi, ok. Nói chị chơi quyền thoại, mạng quyền thoại khách ít đi mà ơi. Người ta lựa xe lắm, giờ cạnh tranh lắm mấy em. Thí dụ giờ em mua xe 900 thì khách nó khoái rồi, nó thấy nó vuốt cái cạch lên phát. Ồ, 900, tao điên này. Thì mấy em có đồng ý với anh xe, con xe mà nó ngon, tao đi nhiều không? Còn vuốt lên toàn là xe cốc không? Còn cốc nào cốc nấy thôi, khỏi đi luôn, ví dụ vậy. Đi mệt duyên. Thì chỗ này tùy mấy em thôi. Mấy em muốn chơi xe nào, anh binh xe đó à. Thì ở đây là cái gì? Là cái bài toán kinh tế. Nhưng mà vấn đề là mình đi làm gì vợ con nữa nha. Mình đi làm gì vợ con nữa, vợ con mình ở dưới quê. Mà mình phải lên đây mình làm. Tại vì bây giờ mình chạy vụ dưới quê thì đâu ăn bằng cái này. Đó. Nửa đêm nhớ vợ thương con. Cái gì vậy má, cái gì mà có vợ bé đó trời. Không có. Chạy đó mà có nuôi được vợ bé. Cái này người ta đi làm thôi. Người ta đi làm, người ta nuôi vợ nuôi con đồ, chung thủy sắc son một lòng. Cái gì bầu nhí nữa hả? Cái gì mấy ông nội? Cái gì? Dạy nhiêu nuôi bồ nhí hả? Trời má ơi má. Mình top mà bớt giỡn đi má ơi. Nuôi bồ nhí đó mọi người. Ủa, người ta chạy xe dịch vụ, người ta làm ăn cực khổ muốn chết, đâu phải người ta làm sắt đâu. Để thì cái bài toán xe vụ thơm không? Ai còn bảo hiểm nữa. Bảo hiểm xe nữa. Nhiêu trời. Không, xe 900 bảo hiểm rẻ mà. 900 bảo hiểm nguyên năm chừng 12-13 triệu à. Anh Duy ơi, học xong kỹ sư nên làm ở Đài Loan hay Việt Nam? Thật ra thì em thấy thôi ở Việt Nam đi em ơi. Tại Đài Loan giờ lương lao động đâu cao đâu. Ta đi luôn G7 đồ. Em đang dự định đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ. Cho cha mẹ xin em chia sẻ một phát. Sai rồi. Bảo hiểm nhân thọ là đầu tư cho em. Chứ bảo hiểm nhân thọ sao đầu tư cho cha mẹ tao lao. Cha mẹ đầu tư bảo hiểm sức khỏe đi. Má ơi bị dụ rồi. Chưa thầy tính mà. Hả? Tính. Đang tính hả? Là sao? Không, tức là em nghe nguồn thông tin ở đâu là em bị dụ rồi. Bảo hiểm nhân thọ là đầu tư cho người trẻ. Bảo hiểm sức khỏe đầu tư cho người già. Khỉ người ta viết sai. Tại sao nhân thọ là trả cho người trẻ rồi? Dạ, nghe anh nè. Dành 3 phút cuộc đời nghe anh là tại sao nhân thọ dành cho người trẻ nè. Sao thế thầy? Tại vì nhân thọ là gì? Là khi mà em bị sơn tinh ron thì em rút đúng không? Đúng không? Đúng. Vậy thì thứ nhất á, em mua cho ba mẹ em lớn tuổi rồi. Bảo hiểm nó bán mệnh giá gì? Rất cao. Ừ, rồi ví dụ như ba mẹ xong sinh ron em rút để làm gì? Mà chưa chắc đủ năm để mà rút nữa. Dạ đúng. Đúng không? Nhân thọ. Mà đó. Chưa chắc nó thèm bán nữa. Đúng luôn. Chịu chưa? Cái bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm xong sinh ron thì được đền. Chịu chưa? Dạ đúng. Vậy thì cái người nào cần xong sinh ron được đền? Cái người đó phải là key person. Biết key person không? Do you know key person? Trụ cột trong gia đình. Chính xác. Trụ cột trong gia đình. Thí dụ như bây giờ Tú là trụ cột gia đình, Tú đập bảo hiểm lớn cho anh. Đập luôn 100 tỷ có dám bán không? Dạ. Ok. Nó đập 100 tỷ. Xong rồi đền em 1000 tỷ, ví dụ vậy. Dạ. Khi mà Tú xong sinh ron phát một, gia đình êm ấm luôn. Gia đình Tú êm ấm luôn. Tú gọi là Tú sống tròn trách nhiệm luôn. Tú rất có trách nhiệm với con luôn. Tú rất có trách nhiệm với vợ luôn. Mà Tú rất có trách nhiệm với mẹ cha luôn. Tức là bây giờ Tú sống trên đời này vì cái gì? Tú, mẹ cha Tú sinh ra Tú, nuôi Tú ăn học thành tài. Dạ. Để Tú thứ nhất phụng dưỡng mẹ cha. Dạ. Chả hiểu gia đình. Cưới vợ lo vợ, đẻ con lo con. Thì bây giờ Tú mà xong tinh ron một phát thì bảo hiểm sẽ đền cho gia đình Tú một cục rất lớn. Từ cái cục đó chia ra nhiều tội nhiều cho cha mẹ dưỡng già. Nhiều vợ cho vợ lấy chồng khác. Thì Tú đó là xong tinh ron đấy. Thầy nói là thầy nói chim bay okay. Tiếp đi. Tức là bây giờ vợ Tú phải có tiền, thằng chồng mới nó mới nể vợ Tú. Dạ. Đúng không? Còn không giờ nó quýnh vợ Tú như con ở luôn. Dạ. Rồi xong rồi con Tú là có những phản riêng cho nó luôn. Dạ đúng. Nó không cần ai chăm sóc tách khe, trường học hành nó vẫn không bị ảnh hưởng. Dạ. Đó, cái đó gọi là dân trí cao và sử dụng bảo hiểm hợp lý. Tôi nói cái này đố ai phản biện được. Quá đúng. Đố ai phản biện được cái này.
không phải tôi cố tình nói chữ something wrong, mà tại tôi like rất là nhiều room, nó có những chữ nó kỵ, không hiểu không? Bây giờ like nó khó lắm mấy bạn, mình muốn nói cũng phải nhịn cái mỏ lại không cho nói, nó không như hồi xưa nó, hiểu không? Gọi ai hiểu không? À, khách hàng đi vay ngân hàng bắt phải mua bảo hiểm, chẳng khác nào thầy chùa đi gì mua keo uống tóc. Không phải, thật ra thì cái bảo hiểm nó đúng chứ không sai, nhưng mà nó sai ở chỗ nó bắt người ta mua. Mấy em hiểu không? Bây giờ bảo hiểm nó có hai mặt nha mấy em. Tại tụi em tài chánh, tụi em không rồng, tụi em biết điểm này. Thí dụ giờ em có vay 10 tỷ. Đúng. Không, mày 10 tỷ lớn quá, cho mày vay 100 triệu thôi mày, ít vay 100 triệu. Thôi tụi em nhỏ nhỏ chắc vay được 200. 200 thì thôi. Okay. Rồi, 200 đó lấy gì ra? Cắm cái nhà của tía má. Đúng chưa? Rồi mày vay 200 mày lỡ mày phá sản, mày làm ăn tùm bậy tùm bạ rồi cái nhà tía má mày bay à? Đúng rồi. Đúng chưa? Dạ đúng. Vậy thì á, trong em mua bảo hiểm thì khi mà em phá sản, cái khoản vay của em đó bảo hiểm nó trả full luôn rồi thầy, full 200 triệu luôn. Ừ. Rồi tía má đâu mất nhà. Nó thì cái đó là cái hành vi không sai. Nhưng mà chỉ sai ở chỗ em không có nhu cầu mua, tại vì em tự tin ở cái business của em. Dạ. Em không có nhu cầu mua. Dạ. Nhưng mà bây giờ có một số chỗ em không mua nó không cho vay. Thế mà hay. Được chưa? Trời đất ơi, mấy cái này là phải hỏi đúng CEO rồi đó. Bản chất của nó em hỏi đúng CEO rồi đó, chứ không em hỏi mấy kia là tôi bỏ tay luôn. Làm cái gì nó cũng có tính chất hai mặt của nó hết mấy em. Cái bản chất bảo hiểm không có sai. Bảo hiểm là xã hội văn minh bắt buộc phải có bảo hiểm. Nhưng mà cái sai ở đây á là do nhiều khi dọc đường nó nó có này có kia, nó có mấy cái lối đường hẻm đồ mấy em. Rồi nó có mấy lối đi tắt đồ này nọ, nó sai chỗ đó thôi. 25 tuổi, nợ gần 800 triệu, nhà không có đủ điều kiện để trả, giờ làm gì anh? Nhà mày mang nợ xấu rồi. Nói chung là cái cách mượn nợ của người Việt Nam mình nợ xấu tè le hết rồi mấy em. Nhiều khi tôi chán chả muốn nói luôn thiệt. Có những gia đình bể nợ ngon hơn à. Bể nợ cái kéo nguyên gia đình chết theo, tôi chán lắm thiệt. Nên bây giờ á, các bạn phải phân bệnh tôi nè. Chơi với nhau, tiền bạc đừng hỏi. Chơi vậy đi, chơi được nách. Các bạn phải nhớ câu nằm lòng nữa đó. Chơi với nhau tiền bạc đừng hỏi. Dạ. Mình cũng đừng hỏi người ta, mà tao cũng đừng hỏi mình. Muốn mượn nợ ra hàng mượn hết. Như vậy mới bền lâu được, như vậy mới ok. Đó, giờ tôi kể bạn nghe những trường hợp nó hài lắm, tôi nói bạn nghe nè. Thứ nhất là mượn đầu heo nấu cháo này. Ví dụ như nhà có hai chị em Thí Kiều và Thí Dân. Đồ bây giờ kể tưởng tượng nha. Nhưng mà nó khác kịch bản kia là Thí Kiều, Thí Dân xong rồi còn bà má tên gì không biết, đặt tên gì cũng đặt được. Tên gì đó không nhớ. Thì nhỏ, con nhỏ Thí Kiều á, thì nó đi kinh doanh, nó làm đủ nghề hết nè, chơi hụi nè, chơi đề nè, rồi xong rồi mở shop nè, bán hàng online nè, nói chung nó làm đủ kiểu hết á. Nó cần một cái lượng vốn 5 tỷ, mà nó chỉ có 1 tỷ thôi. Nó về nó trình bày phương án làm ăn với má nó, rồi để thêm 4 tỷ nữa, đúng rồi chính xác. Trình bày sao thầy? Trình bày sao kệ nó, mà bà má chịu luôn mới ghê chứ. Đồ cú này bà má hơi bị dữ á. Bà má chịu luôn, cầm cái nhà cho mày 4 tỷ luôn. Xong rồi bữa nọ nó đẹp trời, nó cảm thấy rằng á, với 5 tỷ nó không làm ăn đủ, mà phải 10 tỷ mới xưng hùng tranh bá được. Mà cái nhà thì cầm rồi, hết mượn được rồi vậy. Đi ra ngoài mượn ông A, bà C, bà D, ông F, H, chùm lum hết. Lý do mượn sao được? Yên tâm đi, tao đi xe hơi mà. Mày thấy tao xài đồ hiệu không? Đó, mày mẹ không? Mày ngân hàng mới cho tao mượn mà mày. Úi rồi mấy đồng bạc lẻ đồ, mấy trăm triệu, 1 tỷ làm ghê mày. Rồi rốt cuộc nó gom được thêm 5 tỷ nữa, đã tổng nợ đó là 10 tỷ. Rồi xong rồi Covid đi qua, mọi thứ gọi là nó reset game rồi. Chơi hụi thì bị giật, chơi đề thì bị giật luôn. Rồi xong rồi bán hàng online lũng gì đó, nói chung là tan nát, nói chung là bể nợ đó. Thì bể nợ giờ nó có hai nguồn. Cái nguồn ngân hàng á thì cái nhà đó niêm phong 4 tỷ. Bà má giờ không có nhà ở, nhà mất chắc rồi. Đây cái nhà chưa, này mới đau nè, nợ ngoài tao tới tao đòi mà thưa lùm lưa luôn. Rồi tòa án xử này nọ các thứ đồ, không có tiền trả rồi sao mấy em? Ra con khỉ khô vô tù ở chứ ra ngoài kia gì, không có tiền trả thêm vô tù ở chứ ra ngoài kia gì. Rồi ok, lúc này Thí Kiều mới nhớ tới Thí Dân. Mà Thí Kiều với Thí Dân thì hồi đương nhiên là Thí Kiều lúc này nó bể nợ rồi, sao nó nói chuyện với Thí Dân được? Thì thông qua bà má, này chơi nước mắt cá sấu ABCD, E, G, H đồ.
chơi sao mấy em, đậu này nọ kia, thôi giờ má có cái nhà này nọ, con tìm cách cứu đồ để giữ cái nhà má ở, rồi xong rồi thờ tổ tiên đồ các kiểu đồ, rồi xong rồi giờ đánh trúng tâm lý mấy em, thí dân thất rương má đồ này nọ, mà thí dân trong tay thí dân có đúng 10, trong tay thí dân có đúng 10 tỷ luôn, thì bây giờ đặt ra vấn đề là thí dân cứu hay không cứu. Lúc này mới là bài toán để học nè. Mà thực tế là thí dân cứu rồi nha. Thí dân là thí dân cứu cái nhà rồi. Thí dân là chưa, lúc này thí dân chưa gom được 10 tỷ, thí dân mới có 3 tỷ, thí dân để về trước 3 tỷ. Là thí dân còn 7 tỷ mà từ từ thí dân gom. Xong lúc này Kim Trọng xuất hiện. Lịch sử chọn Thí Kiều, bây giờ cuộc đời chọn thí dân. Kim Trọng xuất hiện, phân tích binh cứu thí dân một bàn thua trong thấy luôn. Đố mấy bạn giờ xử lý sao? Rồi cũng trong đêm hôm đó, Thí Kiều bây giờ sinh con đẻ cái rồi, Thí Kiều này khác Thí Kiều kia. Không á, Thí Kiều bây giờ kêu là con Thí Kiều. Alo kêu cô thí dân. Khóc lóc này nọ kia, thôi cứu má con đi này nọ, má con sắp ở tù rồi, thôi này nọ tình đồng mà tình anh chị em huynh muội sư tỷ đệ gì đó. Rồi thôi giờ cho con mượn 5 tỷ đi cứu má trả nợ cho anh ta này nọ không. Thì nó trên mặt lý thuyết á thì thí dân bán hết tài sản đi vẫn cứu được Thí Kiều. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. À, cái drama này mới giữ nè mấy em. Thực tế nha. Giải quyết sao? Nếu các bạn là thí dân, các bạn có cứu không? Vì dài dòng VL hả? Chẳng qua bạn không hiểu thôi. Dài dòng gì vậy? Không kiếm bình thường. Có quá trình chứ. Các bạn ở đây không hiểu đúng không? Ở đây nó thật sự với các bạn khoảng chừng chắc chừng diễn đàn khoảng chừng 5% là hiểu được câu chuyện tôi vừa kể. Còn ở bên room này chắc cao hơn khoảng chừng 50% đó. Còn room này tôi đang nói 5% tôi mừng nè. Tự bơi đi cứu sao nổi đâu. Ông trên lý thuyết là cứu được. Tức là tổng số nợ của Thí Kiều bằng tài sản thí dân. Nhưng mà giờ các bạn không biết đúng không? Các bạn không biết cái gì đó. Người là cứu, người là không cứu. Rồi ok, ai cứu số 1, ai cứu số 2? Comment đi mọi người. Còn ai cứu phần nửa số 3? Cứu phần nửa là sao thầy? Miễn cứu phần nửa. Sao như chơi cứu vô mắt chơi phủ vậy? Cứu là số 1 nha. Không cứu là số 2 nha. Cứu phần nửa là số 3 nha. Rồi bây giờ bạn nghe Kim Trọng 4.0 tư vấn nè. Kim Trọng xuất hiện. Nếu mà tôi đúng không? Tôi sẽ tư vấn Thí Vân không cứu đồng bạc nào hết á. Cứu gì mà cứu? Kỳ thế. Cứu là chết. Sao chết? Tại vì cái bây giờ á, cái bài này phải gồng lại. Ai gồng, ai gồng? Thí Vân. Thí Vân phải gồng là để Thí Vân về nhất. Cho ăn kia về chót đi. Cho về ba về chót đi. Vậy làm sao gồng? Đúng làm không? Sao? Còn cái bây giờ cứu một phát một người về chót hết thiên hạ ăn được sao cứu được. Nếu mà bạn nào mà nói cứu á là các bạn suy nghĩ chưa thấu đáo, rồi bài học thực tế mà Duy Nguyễn chỉ các bạn nè. Thứ nhất á là các bạn không cứu á thì con thí dân nó còn đúng 7 tỷ đúng không? Ủa nó còn đúng 10 tỷ đúng không? Đúng không? Tài sản nó đâu mất gì đâu, nó không hề liên quan tới drama này. Đúng chưa? Trả lại đi. Nó còn là bởi vì cái kia là, tức là lượng tiền nó chuyển thành hàng hóa vẫn còn đó. Không phải. Con thí dân nó đâu có bị gì đâu. À dạ đúng. Tức là 10 tỷ của nó là 10 tỷ của nó. À dạ. Còn cái bà Thí Kiều là 10 tỷ đi mượn. Dạ. Hai bên không liên quan. Hiểu chưa? Rồi em hiểu rồi. Thì con thí dân nó không cứu, nó còn đúng 10 tỷ. Dạ đúng. Bây giờ em hỏi này, nó còn đúng 10 tỷ nó lo được cho nhà nó không? Tất nhiên là quá dư. Đúng chưa? Dạ đúng. Còn trường hợp nó cứu hết 10 tỷ nó lo nhà nó bằng gì, chết cả nhà. Đúng rồi. Đúng chưa? Tay trắng luôn. Chết cả nhà. Ủa tự nhiên cứu làm chi? Không cứu mới đẹp nè. Bây giờ nói nè. Vậy thì cái nhà của má có cứu không? Ồ cái trường hợp này. Đó. Đó. Cái nhà của má có cứu không? Nhà của má là đi mượn ngân hàng, đi cầm ngân hàng. Giờ cái nhà của má cứu thì sao mà không cứu thì sao thầy? Cứu là dở. Cứu mà lại dở. Dở chứ, tự nhiên con nhỏ con Thí Kiều nó gây ra đống nợ. Rồi bây giờ em bỏ tiền em cứu cái nhà đó. Rồi bây giờ anh hỏi em nè, ví dụ như giờ cứu nhà đó giải quyết được vấn đề gì? Lấy lại được cái nhà. Rồi để làm gì? Rồi để ở đúng không? Để dạ. Cho má ở như năm cuối đời đúng không? Dạ. Rồi xong rồi má mất thì sao? Nhà chia đôi. Chị đúng không? Dạ đúng. Ủa vậy cứu chị? Thì bây giờ ok thôi, má mất nhà rồi, trách nhiệm của má, má tin chị đúng không? Ừ. Má phải chịu trách nhiệm. Chị đã làm mất cái nhà của má,
thì em không tranh chấp tài sản với chị luôn, em cho chị cái nhà luôn, mà chị đã là mất rồi, kết thúc đây. Nghe kỹ lại anh nói nha, cái cú này đẹp rồi mấy em. Hợp lý mà bây giờ em lo cho mẹ, em rước mẹ qua nhà em ở. Đúng rồi, có 7 tỷ. Ok, có 10 tỷ mà. Vậy là vấn đề của mẹ vẫn sống, đúng chưa? Mẹ đã để Thúy Vân lo rồi. Còn bây giờ chị á thì ok thôi, giờ chị chơi lớn quá thì chị đi theo mấy anh Blitz đi. Rồi mấy đứa cháu á, ok em lo được cái gì thì em lo. Là em chơi đâu có lỗi với chị đâu. Lỗi chỗ nào? Mà chơi đẹp nữa, mà chơi khôn ngoan nữa. Hợp lý. Nó chơi vậy mà là cao cờ. Thứ nhất á là chị đó là cái nhà của chị mà em tặng chị cái nhà là em chơi quá dữ rồi. Không thèm tranh chấp. Mà tại chị là mất thôi. Đúng luôn. Đúng không? Dạ. Ủa mà giờ chị xa cơ, em lo cho cháu. Là quá đã rồi. Quá tuyệt vời rồi. Chứ đâu có nghĩa là giờ chị làm cái đống nợ này em phải gánh hết đống nợ cho chị rồi cuối cùng nguyên nhà chết luôn. Dạ. Ôi. Cái này á gọi là tình lý nó không phân. Cứ nghĩ rằng mình cứu là mình thương, không phải, cứu là ngu chứ không phải thương. Các bạn đồng ý với tôi điểm này không? Các bạn đồng ý với tôi cứu là ngu chứ không phải là thương. Mình thương người ta là mình phải còn lực để mình lo. Dạ. Chứ không phải mình thương người ta là mình bung hết bà cuối cùng không ai còn lực hết, chết ngắt. Cái đám có bàn tay trắng hơn. Rõ ràng. Cái này kiến thức thực tế nè mấy em. Quá hay mọi người. Ngẫm lại coi nó đúng không? Mà tương lai sợ nhất á là gia đình á. Mà dù có người làm, người báo đời, trời mẹ báo lớn đi chứ không có nhỏ đâu. Báo lớn kinh luôn á. Đời em coi như mỏ, chỉ lo cho những người còn lại. Cứu nhà tương lai ba má qua đời, bán nhà lên lúc đó giá lên nhiều. Bây giờ ví dụ như giờ cho má sống được 10 năm đi, cứ cho lần vậy đi. Thì 10 năm nó lên cùng lắm mà 10 năm hả? 10 năm nó lên cùng lắm gấp 3, cái nhà đang 5 tỷ lên thành 15 tỷ. Lên đúng chưa? Dữ lắm rồi luôn rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ bán cái nhà đó ra nhắm dành lại với bà chị không? Hay bà chị mới nói ở tao ở gần nhà má nè, tao qua tao lo cho má, giờ tao dành phần nhiều mà dành phần ít cũng đó thôi, ca lộn nữa mệt. Dạ. Cái nhà đó không cứu được. Không. Nhà đó là cứu là dở. Không nên cứu. Cứu là mình cứu lần nhỏ thí dân nó hết lực luôn, nó không làm ăn được gì nữa hết á. Mà trong khi nó giữ được dòng tiền nó làm ăn ra 10 năm nó lời tới nhiêu lời tới ba cái nhà luôn chứ một cái gì. Đúng luôn. Đúng không? Mà cho trách nhiệm nó rõ ràng nữa. Cái vấn đề là vấn đề trách nhiệm rõ ràng. Những vấn đề gia đình mà anh Di nói nhìn vậy chứ nó có rất nhiều trong cuộc sống và khó giải quyết cả ông Việt. Rõ ràng chứ, nó đầy tình cảm khóc lóc nước mắm nước mưa từ lưa. Rồi chưa kể rồi người ta tới người ta đòi quá trời quá đất này nọ kia rồi thôi. Nói chung á thì vấn đề là cái gì? Tất cả đều từ tài hèn chí lớn mà ra. Tức là cái vấn đề này là con nhỏ Thí Kiều nó tài hèn chí lớn, nó chơi lớn quá trời lớn luôn. Chơi tỷ. Nhỏ nhỏ thôi, chơi cái gì mà kinh khủng á. Bung nóc để làm bá chủ thiên hạ. Mà chơi gì mình có tiền mình chơi đi, chơi lấy luôn của mẹ ra chơi, trời ơi trời. Mà mẹ thương con mẹ chịu luôn mới ghê chứ. Trời ơi, ngồi dữ quá. Cái gì à, 10 tỷ tiền mặt nhỏ quá, em gồng cái đồng 7 nhân 2. Gồng cái đồng 7 nhân 2 ra 20 tỷ mày gồng cái gì nói tao nghe coi. Cứu cái nhà ra bắt nhỏ chị không nhận thừa kế. Không nhận thừa kế năm sau cái nhà lên 15 tỷ lời khúc vãi cả năm sau cái nhà lên 15 tỷ đồ điên cái nhà tao có 5 tỷ mày năm sau cái nhà lên 15 tỷ nói chuyện áo cơm hả mày. Này nói chuyện đó là cho đẹp lắm 10 năm mới lên được cấp 3 thôi đó. Gì à chú ơi, học đại học ngân hàng 4 năm 200 triệu đổi lấy cái bằng theo góc nhìn của chú là lời hay lỗ? Tùy à, đại học ngân hàng mà ra mà làm thường thường tháng 7-8 triệu thì chắc nữa. Lỗ sặc gạch. Nói thật cái con đường học đại học hiện tại đó, anh thấy lỗ nhiều không lời. Nếu như bạn vợ. Lỗ nhiều không lời. Nên các bạn đã chọn sai rồi. Sai từ cái năm 18 tuổi định mệnh đó. Cái bệnh thành tích, cái bệnh mà muốn học ba đại học cho bằng chị, bằng em, bằng bạn, bằng bè, về nở mặt với thầy cô đồ thôi. Cứ học để lấy cái bằng đồ. Học nghề thực tế ha. Học nghề nào ra trường đi làm đó. Nhanh thu hồi vốn. Em thấy vậy. Không, khỏe. Đúng. Đổi lại có kiến thức anh theo cả đời mà. Có kiến thức sao mà làm tháng 8 triệu đó. Theo tôi đào mà giả đà đạch chưa. Giống như học tiến sĩ vậy đó. Đổi kiến thức sao nhà vợ nuôi.
Vậy thôi à. Nên các bạn định nghĩa là chữ kiến thức. Không hẳn. Thí dụ như các bạn học giỏi thì nó là kiến thức đúng. Còn bạn toàn nợ môn 5 điểm không à. Kiến thức chỗ nào hả? Đó. Khi tôi nói thực tế các bạn buồn chứ. Tốt nghiệp đại học loại trung bình. À, nhưng Thúy Vân lúc đó sẽ chịu không ít lời ra tiếng vào từ gia đình, người thân và mạng xã hội nữa. Ôi, chạy mạng xã hội gì, mạng xã hội? Ôi, chuyện gia đình mạng xã hội gì? Cười ghê, chuyện riêng người ta. Từ người thân là có. Ừ. Ví dụ như... Vậy thì ok, sự việc đó qua đi rồi, giờ hai cháu giờ hai cháu học lớp 12, cô cho hai cháu 10 triệu, hai cháu lấy không? Đồ không lấy cảm ơn luôn. Kể nó, không lấy nữa, tự trọng tốt, ok, cảm ơn luôn, không sao, đó tôi bình thường. Đó, tôi làm chuyện gì hợp lý thì thôi, sau này tôi giữ lại cái lực, tôi cứu, muốn gì tôi cứu. Đúng không? Hay quá. Mà sống, người ta sống, người ta cứu cứu mẹ thôi, chứ ai cứu chị. Dạ. Có đạo đâu. Mấy cứu cái gì mà quá sức. Làm ăn tự chịu. Không đẩy tạ đâu, mà đẩy quá nặng luôn, rồi xong rồi tạ đè, ai kéo nổi. Cái này nhà ba mẹ em từng tính giúp mà em cản hên ghê. À, kiến thức tốt, đối xử tốt với vợ con, không có vũ phu như người không có kiến thức. Ông liên quan quá. Ủa cái kiến thức đâu cần phải học đại học trời. Tự nhiên bây giờ cha nội Anthony đó là giờ đi học đại học về mà đối xử tốt vợ con không chưa hẳn à. Cái đó là tâm tính ở đó này nhiều cái nữa. Giờ xã hội cái kiến thức đâu phải trong trường đại học dạy. Ảnh binh vậy đẹp rồi mấy bạn. Anh đẹp không, đẹp không, đẹp không? Binh quá ngon luôn à. Sao không quay clip pizza đó anh, ngày nào cũng quay hết. Có cái bằng nó vẫn đỡ hơn chứ anh, đỡ với điều kiện em làm ra tiền em. Ủa giờ mày có cái bằng mà làm 8 triệu, thằng cái bằng kia đi học nghề ra làm 12 triệu cây không? Cũng công việc văn phòng như nhau thôi, làm 8 giờ về chế độ nó hơn mày nữa.